Có gì từ từ nói. Hả? Lũ ngu như bò. Có tí gì mà tụi bay làm không xong? Tụi bay làm được cái gì đây anh? Bác sĩ chúng tôi được đào tạo ra để trở thành những con quái vật. Ê! Tao bực mày nãy giờ nha. Từ nay tôi có thể đeo đuổi cô được không? Tránh xa anh Hiếu ra. Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Ông báo đang theo dõi sát sao? Tao mà nói là giảng giảng đây nó giết mày đó. Còn tụi bên tàu thì ngày càng tắc quay tắc quái. Làm khó làm dễ. Ê chó, mày kéo người qua đây làm gì vậy? Kêu Hiếu đây nói chuyện với tao. Khiến sao đại ca tao ra đây tiếp chuyện mày hả? Con đây là... Dạ, con là Dũng Trắng. Con nuôi của bố Chanathip ở bên Thái. À, là con nuôi của Chanathip bên Thái Lan mới về. Thằng này cũng khó xơi lắm. Có quà tặng em. Anh hai, con gấu của em.